Tiếp tục phát hiện thêm trường hợp gia súc mắc dịch tả lợn châu Phi tại Hải Dương, nâng tổng số tỉnh thành phố xuất hiện dịch bệnh này lên con số 7, thông tin vừa được Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác nhận. Theo đó, thì hộ nuôi có lợn bị dịch bệnh thuộc xóm Trại Mơ, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã xuất hiện tại 7 tỉnh thành gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương. Theo Cục Thú y, hiện phía Nam chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm dịch lợn tả châu Phi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với tình trạng lợn ở miền Bắc vận chuyển vào phía Nam khá nhiều do sự chênh lệch về giá khiến cho nguy cơ bệnh dịch lây lan rất lớn.